thực hiện mì tươi theo kiểu của Trung Hoa. Thì cái mì tươi á, mà đạt yêu cầu và ngon á, thì đòi hỏi là nó phải có cái độ dai, độ trong. Mình phải lựa chọn những cái loại bột nào có hàm lượng protein cao thì cái mì của mình nó sẽ dai. Thì ở trên thị trường rất là nhiều loại, mình cứ cái địa phương mình có loại nào mình sử dụng loại đó. Nếu mà mình sử dụng cái loại nào mà mình cảm thấy nó tốt rồi thì mình cứ duy trì mình sử dụng cái loại đó. Ngoài ra mà để cái mì của mình á, ở đây hôm nay mình sẽ học cái mì cao cấp, thì mình sẽ sử dụng cái nguyên liệu của nó là trứng vịt. Trứng vịt thì nó sẽ làm cho cái mì của mình nó cũng dai hơn, mà nó có cái màu sắc nó đẹp hơn ha. Ngoài ra mình có thể sử dụng trứng gà cũng được, nhưng mà cái trứng gà thì nó sẽ ra cái màu mì nó lợn hơn. Ở trong cái mì của người Hoa thì nó có một cái thành phần quan trọng, đó là cái nước to tàu. Nó sẽ có tác dụng nó làm cho cái mì mình nó trong hơn. Rồi để cho mì mình nó đậm đà hơn thì người ta sẽ cho tí xíu muối vô nữa. Rồi ngoài ra thì trường cái đó là mì truyền thống. Còn bây giờ người ta tạo ra rất là nhiều cái loại mì khác nhau. Ví dụ như người ta sẽ sử dụng cái nước cốt lá dứa để người ta tạo ra cái mì mà có màu xanh. Rồi hoặc là người ta sẽ sử dụng cái nước cà rốt để người ta tạo cái mì mình nó có màu vàng cà rốt. Hoặc là vân vân, mình có thể tạo ra rất là nhiều cái loại mì khác nhau dựa vào cái thành phần nước mà mình bổ sung vào cái mì của mình. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm mì rất là đơn giản ha. Đi qua má dài lần cái là mì của mình nó rất là mịn, rất là dai. Phải là đi qua một tiếp đo lại không thành công.
Ở trên thị trường nó có bốn cái loại lưỡi cắt này ha các bạn, mình có thể dễ dàng lựa chọn theo cái ý của mình. Hay là mì sợi lớn nè, rồi có những mì lưỡi rất là nhỏ, 1mm, 1,5, 2mm ha, thì mình sẽ có thể thay đổi cái răng này để tạo ra cái sản phẩm nào mà khách hàng mình ưng ý nhất. Một cái sợi mì thì thường là nó khoảng từ 70cm. Thì một cái giấc mì là khoảng 70cm. Thì thường bạn nên thiết kế ở trên cái bàn của mình á, nó có cái hướng sẵn ha. Nó có cái hướng thì mình sẽ dễ lắm, mình làm cái mình quen tay ha. Rồi bây giờ bạn học giấc mì. Bác thử. Thường một cái giấc mì thì nó khoảng là nếu mà giấc nhỏ thì khoảng 40g. Rồi bạn nhớ là mình phải có một cái giỏ cần xé, rồi mình giấc xong là mình sẽ cho nó vô giỏ luôn.